Xin chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay Lan sẽ hướng dẫn các bạn bài cha cha trên nền nhạc bài ca Người giáo viên nhân dân. Ở bài cha cha này nó gồm có hai tổ hợp. Mỗi tổ hợp gồm có 4 bước. Nhưng các nhịp bước ở trong cái tổ hợp của cái bài này nó hơi khác một chút các bài khác. Là ở bước 1 chúng ta sẽ đến 1, 2, 3, 4 và 5, 6, 7, 8 và 1. Và từ bước 2 đến bước 4 chúng ta sẽ đến 2, 3, 4 và 5, 6, 7, 8 và 1. Nếu bạn nào muốn theo dõi ở cái bài có ghép nhạc của Lan thì các bạn hãy đẩy cái bài này lên nhé. Mình sẽ để cái link ghép nhạc ở phần mô tả, các bạn hãy gõ vào đó để cùng theo dõi. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào chi tiết của bài. Ở bài cha cha người bài ca người giáo viên nhân dân này, chúng ta sẽ bắt đầu bằng chân trái. Chân trái của chúng ta sẽ được bước theo kiểu bên trái nhé. 7, 8. Như vậy là chúng ta đã kết thúc của hợp 1. Chúng ta tiếp tục đi vào hợp 2. Bắt đầu ở chân trái. Chân trái của chúng ta sẽ được bước theo chiều cánh tay trái nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 1, 2, 3, 4 và 5, 6, 7, 8. Như vậy là mình đã ghi chi tiết toàn bộ cả hai tổ hợp bài cha cha bài ca người giáo viên nhân dân này. Bây giờ mình sẽ đi nối liền hai tổ hợp với nhau thành một bài hoàn chỉnh nhé. Chúng ta sẽ bắt đầu bằng chân trái. 1, 2, 3, 4 và 5, 6, 7, 8 và 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 1, 2, 3, 4 và 5, 6, 7, 8 và 1, 2, 3, 4 và 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4 và 5, 6, 7, 8 và 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 1, 2, 3, 4 và 5, 6, 7, 8 và 1, 2, 3, 4 và 5, 6, 7, 8. Như vậy là mình đã đi trọn vẹn cả hai tổ hợp cơ bài cha cha bài ca người giáo viên nhân dân này. Sau đó mình đã đi nối liền cả hai tổ hợp với nhau thành một bài hoàn chỉnh. Cảm ơn các bạn đã luôn quan tâm và ủng hộ mình. Chúc các bạn thành công. Hẹn gặp lại các bạn nữa sau. Xin chào.